Sương. Hả? Cậu hai? Trời ơi, quan gia lại đến nữa rồi. Sương, anh là Hải của em đây. Không, không. Cậu, tôi xin cậu Hải về đi. Sương, em không còn yêu anh nữa sao? Em nỡ nào lại xua đuổi anh hả Sương? Đó là chuyện của ngày xưa. Còn giờ đấy, tôi xin cậu mà. Sương, anh gian em đừng bao giờ gọi anh bằng tiếng cậu, mà làm cho anh nghe não nề chua xót. Nếu còn yêu Sương thì xin anh hãy về đi. Đừng đến đây khơi lại bếp lửa lòng mà suốt 8 năm nay Sương đã cố tình dập tắt. Sương à, dù có tiếc thương thì định số cũng an bài rồi. Vậy xin anh hãy cố quên đi. Lòng nào đành quên nhau khi mối duyên đang nồng đượm biết bao. Ngờ đâu bế dâu trong đời chia cách đôi tình mình dang dở. Lòng vẫn hằng nhớ thương và khắc sâu bóng của Sương. Ân tình xưa chẳng còn đâu, khi mở cho tàn đã dừng tắt theo thời gian. Dư thì đành ly tan, xin chớ có bi thương, không thấy nỗi cũng đàn gì nơi phương đã lìa luôn. Thôi hãy về đi. Em nỡ nào nhạt phai mối tình cho khổ sầu đời hai chúng mình. Những tiếng yêu đương anh nhớ từng lời, dù cho đến chết không vời. Hãy về đi thôi, chứ nên khơi lại những gì xa xôi đã quên lâu rồi. Đừng buồn em ơi, từ bao năm anh khổ đau trong đời. Anh Hải, anh Hải ơi, dầu cho anh dương lấy khổ đau thì cũng còn có kẻ cần kề an ủi. Chứ riêng tôi mang kiếp lẻ loi bên lề tình cảm, nhìn hạnh phúc của người ta mà luôn xót xa khi bèo nước biệt ly sầu. Đời người con gái một nỗi u hoài tê tái dạng niềm đau. Ôi những lời chua xót biết bao, như ngàn mũi kim châm vào trái tim anh cho gì mau. Đôi ngả chia ly thôi đừng thương tiếc, dương bận nhau chỉ cho mắt lệ quen sầu. Còn yêu nhau chớ đừng dần nhau cho luyến lưu khi biệt ly, thêm vấn vương làm gì. Anh ơi, cố ngờ đâu rằng cố nhạc chưa tàn
Về lại bên em mong tìm thoáng hương xưa của ngài tươi thắm, để anh được sẻ chia nỗi đau thầm lặng mà suốt 8 năm qua em nặng gánh trong đời. Gặp lại nhau đây anh thốt chẳng nên lời, chỉ tại ba anh mà chúng mình giãn dở quan niệm lỗi thời về hồ đối môn đăng. Đến khi ba đã biết ăn năn thì chuyện hôn nhân giữa anh với Hà tan ra. Nói anh về đây để làm chi nữa khi duyên xưa đã đứt đoạn tơ tình. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Tay nắm con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm gặp nhau, tưởng rằng mình quên nhau thôi khi đã biết thì nhau rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hẹn một mùa đông muôn thuở. Sương giá lạnh môi anh, em thấy lòng mình giá băng. Phải, giữa hai ta mối tình xưa còn đó, em lại nỡ nào xóa bỏ đành sao? Anh Hải. Nhưng còn vợ của anh. Anh và Hà đã ly dị 6 năm nay rồi. Vì anh không thể nào yêu được ai ngoài em nữa. Em chỉ muốn yên thân để sống với con mà thôi. Có phải bé Bích Sơn đi bán báo nó là con của chúng ta không? Hả? Sao anh lại biết? Vì sáng nay nó đã kể hết đầu đuôi về cuộc đời khổ sở của em cho ba và anh nghe. Nhờ vậy mà anh mới biết được em ở đây đó. Còn bé Bích Sơn, con của em, tại sao giờ này mà vẫn chưa thấy về? Anh có biết nó đang ở đâu không? Trời ơi, sao bỗng nhiên em lo sợ cho nó quá. Lúc sáng anh và ba nhìn được nó mà nó lại không chịu giục chạy ra ngoài thì... Thì sao? Anh Hải, anh nói bé Sơn nó sao? Nó... Thế nào? Nó đã bị xe đụng. Trời ơi, bé Sơn con tôi, nó đã bị xe đụng. Như vậy là chết con tôi rồi. Sương, Sương à, hãy bình tĩnh lại đi em. Nhờ chiếc xe thắng kịp nên bé Sơn con của chúng ta chỉ bị trầy da thịt bên ngoài sơ sơ, nên không nguy hại chẳng với ba đưa nó kịp thời. Vô nhà thương mà lo thuốc men rồi. Nếu con tôi có điều chi mệnh hệ, chắc không thể nào tôi sống được đâu. Vậy anh hãy mau theo tôi vào bệnh viện, gặp mặt con thờ để xem nó ra sao. Được rồi, để anh đưa em đi. Ơ kìa, Bích Sơn đã về tới kìa. Má, má. Kìa, Bích Sơn con. Bích Sơn. Má. Con có sao không vậy con? Dạ con không có sao hết á. Nhà ông này đưa con đi bệnh viện á má. Ờ, dạ. Chào ông Phan. Sương, con hãy tha thứ cho ba. Chính vì sự độc đoán sai lầm mà ba làm cho con 8 năm nay khổ sở. Dạ, tôi nào dám trách phiền oán giận chi ông đâu. Ba nghe nói chú Tư nó mất rồi phải không con? Dạ, ba tôi chết đi trong khi bé Bích Sơn chưa mở mắt chào đời. Trời ơi, tất cả sự việc khổ đau này đều do ở nơi tôi.
Chủ Tư ơi, nay tôi đến đây xin mạn phép được thắp cho chú một nén hương để gọi là sự ăn năn hối lỗi vô cùng. Xin hương hồng chú có linh thiêng, hãy về đây mà chứng chiếu cho tôi nối lại mối thâm tình và gọi nhau bằng hai tiếng anh xuôi. Sương, sương hỡi sương ơi, em có nghe những lời hối hận chân thành, chắc ba em nơi xuôi vàng cũng ta. Sương, em hãy tha thứ cho ba và anh để gia đình vui câu đoàn tụ, bù đắp lại những ngày em vất vả gian nan, để chúng ta được chung lo cho tương lai hạnh phúc của con mình. Má ơi, ông này có phải là ba của con không? Phải đó con, chính đây là ba ruột của con. Vậy con hãy lại nhìn ba và ông nội đi con. Sơn, Bích Sơn, ba, con gái của tôi đây mà. Ôi tôi vô cùng sung sướng, tôi vô cùng sung sướng. Còn ông là ông nội của cháu đây nè. Ông nội? Ờ, cháu nội của ông. Thôi hôm nay gia đình đoàn tụ rồi, cháu hãy theo ông về nhà của ông, rồi ba má cháu sẽ về sau nghe. Má ơi, con theo ông nội về trước nha má. Má cháu sẽ bằng lòng mà. Má bằng lòng nha má. Ờ, con đi với nội đi. Vậy thì mình đi nghe ông nội. Ờ, anh nè, cháu lên lưng ông nội cổng. Sương, em. Hai. Anh. Giờ thì em hết giận anh chưa? Hết rồi. Nhưng anh phải hứa với em một chuyện. Chuyện gì vậy em? Em muốn anh đưa em trở về thăm viếng lại quê xưa. Và khi đó hai ta sẽ cùng nhau qua lối về xóm nhỏ.